và tất cả các bạn, chào bạn đến với channel mình. Mình là Dô đây. Thế hôm nay mình sẽ từ với Stick with Legacy. Thì trước khi bắt đầu thì các bạn nhớ lại chúng mình like xin kính nha. Rồi, thế hôm nay mình sẽ làm về người khổng lồ. Đấy, người khổng lồ đấy anh em. Rồi, người khổng lồ sẽ phải đối đầu ở bản 111. Thì do bản 111 nó không có khổng lồ được ấy, thì mình phải chịu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mấy 10 người khổng lồ ở skin bằng định cầm cái chùy đi nhá. Đấy, cầm cái chùy có thể đánh bại được 1 Sandstone khổng lồ. Đấy, bắt cần sóng luôn, quá là gây gớm. Và cái gì đấy, cái đây là cái gì, à cai khổng, cai bắt cần sóng và hát con gian thường. Xem ai mới là người mạnh hơn đây. Vâng, mình sẽ điều khiển con này. Ờ, vô ta những lây làm tiểu qua loa liên tin. Ok, mình chỉ giúp một phát thôi, còn lại để bọn này tự đánh. Vâng, đây rất là khó xử liệt. Để xem bức trục nhà. Vâng, rất nhanh chóng chúng ta đã có thể đánh bại được của binh đoàn, đánh bại được hai con khổng lồ như vậy, rất là đơn giản. Đấy, một cách rất là đơn giản, chỉ một cách rất là đơn giản đã đánh bại được hai con khổng lồ rồi. Phải nói con da stone đang cực kỳ chật vật nhưng mà nó trâu vãi đấy nha bạn, nó trâu quá, nó cắn hẹo một đoạn rồi. Vâng, bọn anh khổng lồ sau thì có vẻ hơi phế một tí nha bạn. Không, chả lẽ đánh bại được hai con khổng lồ kia, còn lại bao nhiêu đánh một không chuẩn què thế nhỉ. Olo Zotaro Dio Waketabolabo ho ho. Ok, được rồi anh em ơi, nói chung thì vì con này là cái con ấy thì mình mới cho nhiều vậy thôi anh em ạ, chứ còn nếu như mà con nào có thể đánh thắng được thì không ổn. Ok, rất là căng thẳng bởi vì là bọn này nó hơi căng đấy, bọn này nó rất là căng sát thắng, bọn này kiểu là nó hơi mạnh ý. Ờ, nó hơi mệt quá, hơi mệt quá mẹ. À vâng, như vậy là chỉ với một đợt suy thì có thể đánh bại nửa máu con này và một ít máu con cai vì đứng ngoài nó chơi đấy nhé bạn. Rồi chơi lại nha. Rồi, mình sẽ bắt nâng cấp lên nhưng mình sẽ cho team nó thêm một con da stone đi. Đâu rồi, à thôi cho vậy quá đáng quá, cho tí nữa thêm một con gian nữa thôi. Vì bọn kia nó ghẻ nha bạn, cái bọn chùy kia nó ghẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, bọn chùy kia nó ghẻ. Còn bọn này đang cầm quả chùy gai. Đấy, nó không còn ghẻ nữa nha bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi, đúng 10 luôn nha bạn. Thì dạo này mình đang bị sổ mũi thế nên là cái giọng của mình nó hơi bị ấy tí, hơi khác tí, nhưng không sao. Xem nào, liệu có thể ăn được không đây? Anh cầm chùy sắt bằng gai luôn nhá. Ai, xô đi. Lúc nào con này cũng bị ra đòn đầu tiên đi nha bạn. Đấy, đúng là đạp to hơn của khác nha bạn. Đấy, đúng là đạp to hơn của khác. Đạp to hơn mười mấy đạp nha bạn. Một kia đánh 50 đạp, nhưng mà đánh 62 đạp. Ở đạp to hơn một chút. Vừa đấy là con cầm chùy là con đánh khỏe nhất đấy nha bạn. Bởi vì con thằng nào thi đấu với nó đâu thì nó chả là con đánh khỏe nhất. Hợp lý. Hợp lý không? Chắc là không hợp lý đâu. Oh boy, liệu bạn truy gai có thể đánh bại được con da stone cũng đây. Vâng, chưa gì phải nói là cai đã bị giã ra bã rồi. Phải nói là bọn truy gai này có dấu hiệu mạnh hơn được cái bọn này. Ôi ôi, ba da stone khỏe thế, 325 em ạ. Ảo chưa? Đáp phải nói là ôi trời, ôi trời ơi, cuốn dâu xì. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận rằng bọn khổng lồ chùy gai bằng sắt này có sức mạnh hiện tại đang mạnh hơn cái bọn chùy chùy đen vừa nãy em ạ. Có sức mạnh là mạnh hơn bọn chùy đen vừa nãy một chút, hiểu không? Ok, bởi vì anh em có thể thấy là nó có thể đánh cho con này mất nhiều máu nữa, thế còn là bằng gọi là máu mất bằng máu con này mất thì bằng con kia, nhưng mà nó có thể đánh bại thêm một khổng lồ nữa là thành công rồi em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đổi sang skin mới này. Ok, hiện tại chùy gai này là skin mạnh nhất. Tiếp theo sẽ là lá cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. Trời ơi, 10 cầm lá này. Ơ, động đất à, ơ không phải. Đây, mà đây cứ đi lên. Lên 10 anh lá cây cầm những cái kiếm lá cây này đi. À quên mất, thì nó thiếu một con da đây em ạ. Ok, thì nó thiếu một con gian nhưng mà không sao, solo luôn, ngại gì vết bẩn. Liệu gọi là đồ lá thì có khác bọt gì so với đồ gai của em ạ, đồ bằng lĩnh không? Ngoài khả năng tải nhanh ấy, em hiểu không?
mình đang muốn tìm kiếm cái khả năng ẩn cua này. Nếu cua này thì có khả năng kiểu là khả năng tạo động đất, cái này là người chơi điều khiển thôi. Còn với cái này là chỉ là tải tải giúp tạo nhanh hơn thôi. Đấy, mình đang muốn tìm khả năng ẩn cua này, xem khả năng ẩn có gì ẩn không. Vâng, bây giờ bọn này có vẻ đánh nhanh hơn thì sao ấy. Đam to ấy chứ, đâu biết nói đâu. Đam to ấy chứ đùa. Đam to đấy, không đùa được đâu em ạ. Đam cũng ok gớm đấy, để xem liệu có thành tựu gì hơn được con kia không. Ok ok. Ui tê 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 ui t
đấy đang ra cho con cái ra mã luôn. Bên này thì Jastone đang chật vật với đoàn khổng lồ, vâng, phải nói là đội tài ẩn của Black Lá hình như là thông minh hơn đấy, gọi là tách lẻ ra mà đánh em ạ. Đấy, mỗi anh một đầu, anh kia đánh đam to hơn, nói chung thì khá là thông minh. Vậy là đồ lá hiện tại là đồ đang mạnh hơn đồ ấy, anh em ạ, đang mạnh hơn đồ Mục Định rồi. Anh em có thể thấy là cấu được nhiều máu hơn của Jackson Titan và cũng cấu được nhiều máu hơn cho con ấy. Ok, như vậy đồ lá đã thành công, gọi là thành công trong việc đứng dẫn đầu bảng đấy. Trong ba con đầu tiên thì đồ lá là mạnh nhất. Thì thực ra đây là ba con yếu nhất, hai con còn lại hai con yếu nhất. Còn anh là sơ skin 100 kim cương ấy chứ đùa đâu. Nhưng mà giờ anh cũng ở vinh đất rồi, như vậy anh bị zombie nó cắn hẹo rồi. Ô shit, ấy sợi à, tìm bật của áp dụng chiến thuật của anh rồi, vinh mệt cô. Ok, gặp phương gia Stone Titan đấy kia sao mà đỡ được, đúng không? Rồi lần này tôi sẽ chuyển cho skin băng. Skin băng thì một ba năm sáu bảy tám chín mười, skin băng thì có triển vọng hơn vì có cái hiệu ứng đóng băng anh em ạ. Ở đây có hiệu ứng đóng băng, mà hiệu ứng đóng băng này không chỉ không không thể áp dụng lên bọn khổng lồ nhưng mà có thể áp dụng lên được con Jastone và con này đấy, thế nó mới hay chứ. Ơi giời ơi, kèo này là một kèo cân đây anh em ơi, khả năng đồ băng sẽ mạnh hơn đồ lá. Để xem liệu như nào. Đấy, đây mình cũng không biết anh em ạ. Kiếm thì mạnh hơn nhưng mà về khổng lồ thì mình không biết. Đấy, đấy mà nó làm hiệu ứng slow motion này. Đó, nhưng mà nó chỉ áp dụng được cho con Jastone thôi, chứ còn con chứ còn cái con gọi là con gì ta, khổng lồ này thì không ăn thua. Đấy, kể cả cài cũng bị áp dụng hiệu ứng lập chậm. Ô đồ, mày láo mấy. Ok, trận này Jastone đang đòn chắc rồi. Em vẫn chưa được đánh super slow motion đồ luôn. Wow, chưa gì, cái nó sắp cắt đến nơi rồi nha bạn. Cái sắp đi củi rồi. Cái nó sắp đi củi nơi rồi nha bạn. Bọn mình gọi là bọn ra tôn mình thì đang bọn khổng lồ băng mình thì đang đập ra tôn ra ba. Nhưng mà ra tôn nó khỏe vậy hả? Okay. Ra tôn ở đây nó khỏe nhỉ? Vâng. Hai còn lại đang chật vật với con cái kia rất là khó chịu, rất là dây dưa. Ôi chưa gì anh hạ, ui con già tôi kia hạ một phát gần hai anh, nhưng mà vẫn còn rất là lâu nào. Xem liệu Jastone có thể nào đủ sức để có thể đánh bại được không đây. Chúng tôi cũng không biết nữa, đấy, cái này tùy thuộc thôi. Nào, ai à, cai cũng đã gần ngất rồi các bạn, cai cũng đã gần chết rồi. Chỉ còn gọi là mấy anh khổng lồ đang chật vật với cả con Jastone. Vâng, như vậy là nhìn phát là anh em cũng biết đủ biết là đồ băng nó mạnh hơn đồ lá, bởi vì là thế là có vẻ là anh Jastone bị mất nhiều máu hơn so với là khi mà chúng ta sử dụng đồ lá. Mất nhiều máu hơn đây anh em. Với cả con cai này hình như cũng mất nhiều máu hơn này. Vâng, tất cả chỉ có thể tiêu diệt được con khổng lồ chứ chưa bao giờ tiêu diệt được con cai với cả con Jastone. Thật là đáng buồn. Hiện tại thì nó băng đang là skin mạnh nhất. Tiếp theo sẽ đồ hoang dại. Đấy, hoang dại được cái hay nó như là tăng tốc độ do người điều khiển, khả năng tạo động đất và cái gì ta quên mất rồi. Ok này. Tăng sát thương xảy ra cho xác sống. Vâng, thì phải nói là anh này đồ này mà đối đầu với đồ này đối đầu với cả bà này thì phải gọi là hết được chấm. Ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, đấy phải nói là từng thử thách mình đặt ra đấy, và từng thử thách mình đặt ra mình sẽ cho chúng nó được phép tối ưu tất cả mọi sức mạnh của nó đấy. Đồ băng thì được phép tối ưu vào con Jastone, đồ này thì được phép tăng sức mạnh, đồ lá thì mình chịu, đồ lá chỉ có khả năng tải nhanh thì không nói. Ok, xem liệu đồ này với khả năng gây sát thương tăng thêm cho sát sống thế còn có khả năng nào nữa không đây. À đây cho anh em xem, cho anh em xem đứa này là đây nhá, khổng lồ thì là tăng thêm sát thương cho sát sống đúng không, còn kiếm thì như là có cả choáng đấy em ạ. Đây
tăng sát thương sống sống, dám choáng đấy, tăng tốc độ người di chuyển và tấn công. À, cái này chỉ có thêm động đất thôi em ạ. Ừ. Nhưng mà không sao, với sức mạnh của những quân này có khả năng tăng thêm tam cho xác sống, thì liệu có thể là xoán ngôi được ở đầu bang không em ạ? Đấy, rõ ràng quân này xác sống nha. Gaston bang cờ rồng cũng là xác sống nha. Là xem nào. A chà, đập đau to hơn đấy em ạ, đập đau hơn thật, đập đau hơn thật. So với những bọn lúc trước thì đập đau hơn thật. Ok, so với bọn lúc trước thì đập đau hơn thật này. Đấy, đập một chốc lát thôi mà đã gần gấp ngoài con Gaston rồi. Bởi vì là nó tăng thêm sát thương mà. Ok. Dễ mãi hả? Ờ, động đất à, không phải, đấy là một enemy lớn. Ok. Vâng, đây có thể là skin đầu tiên có thể đánh bại được Gaston đi em ạ. Bởi vì có được rất nhiều máu và tự quân vẫn còn rất là đông em ạ. Ờ, quân vẫn còn rất là đông. Công được đã rất nhiều máu rồi mà quân vẫn còn rất là đông. Phải nói đây có thể là skin đầu tiên chiến thắng được bà này, bởi vì thuận lợi đấy, nó có đam tăng thêm cho sát sống. Ô đô, chưa chắc. Gaston bắt đầu lật kèo rồi em ạ. Gaston bắt đầu lật kèo rồi, do đang bị dây dưa với cái bọn ấy em ạ. Ok. Uầy, chưa chắc lại bị lật kèo đấy em ạ. Ờ, sắp gất đến nơi rồi, Gaston sắp gất đến nơi rồi. Xem liệu Gaston có thể thua được không đây. Và còn hai anh nữa, hai anh này phải là thật tập trung vào việc đánh nhau. Sắp đánh bại được Gaston rồi không? Phải nói là gục ngã trước cửa thiên đường anh em ạ. Ừ, đã gần đánh bại được rồi. Như vậy là đồ Savager hiện tại đang là đồ mạnh nhất trong cái bàn đấu với zombie này anh em ạ. Và sắp đánh ngất được Gaston Titan rồi mà. Tê mà cũng thua rồi anh em ạ. Đây, ta đây. Ok, không sao, chúng ta cùng tìm đồ mạnh hơn nào. Tiếp theo đồ Lava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 đồ Lava đi anh em, lên. Rồi rồi, mày xong rồi, tới công trình rồi. Ok, con số 247. Ok, let's go. Liệu 10 đồ Lava có thể nào mà đỡ được không đây? Mình để tối hóa đam thì mình sẽ chấp con này một lần đánh em ạ. Một lần đấy mình sẽ điều khiển cho con này em ạ. Một lần dẫm thôi. Còn lại thì con này tự làm đấy. À, thực ra cái lần dẫm của mình nó còn xịt nữa cơ nha bạn. Thôi kệ đi, solo kill vào đây. Ơ, động đất à, ơ không phải. Mà nói đồ hiện tại là hai cái đầu tiên, hai con gặp trì và trì ấy là đánh sau rồi em ạ, đánh sau rồi. Sau đó đứng đây, hiện tại đang mạnh nhất đó chính là đồ hoang dại rồi đồ băng, sau đó là đồ lá. Liệu anh này có thể vượt lên được top 1 thay thế được đồ hoang dại không? Nhưng mà anh có khả năng phản nam rất là ghê gớm đấy, nam phản cứ phải gọi là ôi rồi. Cái định đánh càng đau đi, ta phản càng thấm đấy biết không? Phản đạn 64 nam nhá, vừa mất máu đấy, vừa hy sinh có ích mà vừa gây nam, quá là ghê gớm đấy. Anh có thể nào sát ngôi được đồ sao bây giờ không đây? Và anh này có ưu điểm đó chính là không, cái nội tài không chỉ áp dụng cho zombie mà có thể áp dụng cho cả anh em ạ. Ừ, cho cả tất cả những con khác. Vâng, phải nói là Gaston đánh càng lâu thì anh ta càng thích. Phản nam quá ghê gớm. Vâng, bây giờ hiện tại một anh kia đang giã cho cài lờ ra mã. Vâng, Gaston sắp ngất rồi. Gaston cũng sắp đã bị đánh bại như anh đồ ấy rồi. Nhưng mà liệu anh ta có gục ngã trước cửa thiên đường không đây? Rất là đáng tiếc em ơi, liệu có thể gục ngã trước cửa thiên đường không đây? Có gục ngã trước cửa thiên đường không đây? À, không, anh ta cũng đã gục ngã trước cửa thiên đường anh em ạ. Phải nói còn tí máu thôi, quả cuối cùng mà anh ta tập trung đánh vào con Gaston thì có thể đánh bại được rồi. Nhưng hiện tại đồ lava vẫn đang là đồ mạnh nhất anh em ạ. Vượt qua ở gần đầu xa bây giờ, thay vì là chỉ tích hoạt nội tại với cả zombie, đấy là sử dụng sức mạnh kích hoạt cho tất cả mọi con. Ok, là mạnh nhất, đánh được gần gấp ngoài hơn cả con sao bây giờ đây em ạ. Ok, 10. Với lại mình cũng đánh giá đồ lava hơn, bởi vì đồ sao bây giờ nó đã có nội tại gọi là tăng sức mạnh cho zombie rồi, đánh tăng đam khi đánh zombie rồi mà. Còn đánh được bằng đấy mà lava không tăng sức đam cho mang vi zombie nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, đủ 10 anh em ạ. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ 10 rồi anh em ơi, liệu đồ Undernet có thể vượt qua được đồ lava và đồ sao bây giờ không đây? Đó, chẹp ai là người chịu thắng đây? Nhưng lấy đam tiêu qua loa lên tình. Không thể đưa ba càng mượn, đưa bước được ba ngày mượn. Đồ này có một cái lợi, đó chính là nếu như mà mình hẹo một con thì nó sẽ triệu hồi thêm một con zombie titan đi các bạn. Đấy, zombie titan này đánh cũng khá là chất lượng các bạn, khá là đau. Đấy,
đập khá là đau, không đến nỗi đâu em ạ. Vâng, ui, hạ một phát hai anh zombie luôn anh em ạ, hai mình ấy. Vâng, gần như con nào cũng có thể cấu được nửa máu. Vì vậy, sơn skin phát là mẹ đam đam cạc 20.000, bắt một độ giáp sức mạnh từ người thứ 10.000 lần luôn anh em ạ. Vâng, và đây là zombie đang làm cho Jastone chật vật. Nhân cơ hội đấy như anh đằng sau cắn lé đấy anh em ạ, ấy, chơi trò à, cắn lé từ sau. Cắn lẽ từ sau, còn chưa anh cai này thì đang chật vật với zombie rất là nhiều nhá. Vâng, zombie rất là trâu, trâu bò lợn gà luôn. Ok, nếu như bạn của bên này có thể cấu được con zombie này gần chết ấy thì có thể anh em ạ, có thể là bọn zombie sẽ cắn làm phần còn lại, nhưng mà nó sẽ làm đốt phần còn lại. Rồi một anh đi củi rồi, một anh đi củi rồi, còn anh nào có thể sống sót? Đây đây rồi, zombie hồi sinh anh em ơi, zombie hồi sinh rồi. Zombie hồi sinh rồi. Oh shit, here we go again. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Gần ngất đấy em ạ, gần đánh bại được rồi, gần đánh bại được Jaston rồi. Vâng. Cái sẽ bị ngất rồi. Uầy. Uầy. Vậy là đã đánh bại được Kai rồi. Có thể đây là con zombie đầu tiên có thể gần đánh bại được con Kai anh em ạ. Ờ. Gần đánh bại con Kai luôn anh em ạ. Vậy là anh ta Adonis đang ở đường mạnh nhất ấy khi đối đầu với cả zombie anh em, bởi vì là vừa đánh bại con Kai này mà vừa có thể gọi là gần giết được Jaston đấy, rất là mạnh mẽ. Ê nhầm, sorry, may quá nó không bị sao anh em ạ. Rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, đấy với 10 đồ băng cả dòng, đồ băng cả dòng đối với kiếm là skin mạnh nhất, liệu có thể nào mạnh nhất được không đây? Đấy, liệu tiền nào có của đấy không? Có thể vừa đánh bại được cả Jaston, vừa đánh bại được cả gọi là Kai Rider không đây? Trận đấy rất là căng thẳng hèn. Rồi căng thẳng hàng rồi đấy, sẽ gặp Jaston cái Jaston bắt cả dòng đây nha bạn. Ok, nó bắt cả dòng thì nó có một cái ưu điểm nữa là càng đông càng vui đấy, thì kẻ địch càng đông thì nó càng thích, bởi vì nó khả năng hồi máu đấy. Vì thế cái bắt cả dòng là một lợi thế chứ không phải là một nhược điểm anh em bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là con cái mà con cái nó trồi ra nhiều hơn thì mình có nhiều lần để hút máu hơn đấy. Liệu đối với gọi là việc đánh zombie thì gian khổng lồ ba cả dòng có gọi là mạnh hơn gì so với bọn kia không đây? Với khả năng trụ lâu hơn thì không phải nói đấy, khả năng trụ lâu hơn thì không phải nói anh em ạ, trụ được lâu hơn thì không phải nói, hiểu không? Em hiểu không? Trụ lâu hơn thì không phải nói, nhưng mà về khoảng gọi là đam thì không được tối ưu anh em ạ. Đam được chỉ có 50 thôi, được cái đẩy lùi khá là ghê. Vâng, anh Jaston bị cấu rất nhiều máu rồi. Một anh đã phải quay đầu, hai anh đã phải quay đầu để có thể đánh bại được con kia, đánh bại được con Kai nha bạn. Ok, nếu như mà gian ba cà dầu không thể nào mà đánh bại được Jaston hoặc là Kai thì sẽ không thể nào xoắn ngôi được gọi là Undernet đi nha bạn. Ok, Undernet chơi kiểu lấy độc trị độc nó phải khác chứ đúng không? Ừ. Đi rồi, vậy là đồ ba cà dầu nó gần hẹo gần hết rồi em ạ, nhưng mà cũng gần đánh bại được rồi. Gần lắm rồi em ạ, gần đánh bại lắm rồi đấy, gần lắm rồi đấy em ạ. Ok, gần đánh bại được lắm rồi đấy. Nếu mà đánh bại được ba cờ rồng thì gian ba cờ rồng thì Jaston ba cờ rồng thì sẽ được ưu đãi em ạ. Ok, xem liệu có đánh bại được không đây. Gần lắm rồi đấy em ạ, một đập này liệu hẹo không. Như vậy là phải nói là trong khoảng khổng lồ thì kiếm, về khoảng kiếm thì ba cờ rồng sẽ là mạnh nhất, mình sẽ tôn vinh những người mạnh nhất lên đi mà. Còn về khoản đánh zombie với cả sử dụng khổng lồ thì Adonis sẽ là con mạnh nhất đi các bạn. Ok, thôi chắc tính về đây là kết thúc các bạn. Nếu mà ai thì mình live sẽ kính nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.